Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị rất nhiều thông tin mới quan trọng về bóng chuyền nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Thông tin đầu tiên đang diễn ra hấp dẫn đó là 15 đội tranh tài tại Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng năm 2024. Đây là giải đấu thu hút sự chú ý của người hâm mộ với sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh, hứa hẹn những trận đấu kịch tính và đầy cảm xúc. Tiếp theo, ở trận mở màn, binh chủng thông tin đã có chiến thắng đầu tiên tại Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024. Đội bóng áo lính đã thể hiện phong độ ấn tượng với chiến thắng thuyết phục trước HCDG Lào Cai. Sự trở lại của bộ ba tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh và Phạm Thị Hiền đã mang lại sức mạnh vượt trội cho binh chủng thông tin, giúp họ tự tin hướng tới chức vô địch năm nay. Nối tiếp là thông tin rất đáng chú ý khi ba cầu thủ U20 hội quân cùng tuyển quốc gia. Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng và Nguyễn Vân Hà đã được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập bổ sung lên tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế mang tên Future Star 2024 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc từ ngày 18 đến 28 tháng 7. Đây là cơ hội để các tài năng trẻ thể hiện khả năng và cống hiến cho đội tuyển quốc gia, đồng thời góp phần xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai. Và cuối cùng là lịch thi đấu chi tiết nữ giải bóng chuyền Cúp quân đội 2024. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và ủng hộ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những trận đấu sắp tới. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Tin Tức Online của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, 15 đội tranh tài tại Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng năm 2024. Tối ngày 10 tháng 7, Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3, Quân khu 5. Giải đấu quy tụ 15 đội bóng là những câu lạc bộ bóng chuyền hàng đầu tại Việt Nam. Trong đó, 7 đội bóng chuyền nam gồm Thể Công Tân Cảng, Bộ đội Biên phòng, Sanet Khánh Hòa, Lê Băng Ninh Bình, Hà Tĩnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 8 đội bóng chuyền nữ gồm binh chủng thông tin Liên Lạc Trường Tư Bình Phước, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, VTV Bình Điền Long An, Lê Băng Ninh Bình, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, Quảng Ninh, Việt Tin Bằng, Gelesimco Thái Bình. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, giải bóng chuyền quân đội mở rộng năm 2024 là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động toàn dân, toàn quân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ở các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu. Và tiếp theo, ở trận khai mạc, binh chủng thông tin có chiến thắng đầu tiên tại Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024. Binh chủng thông tin dễ dàng có được thắng lợi sau 3 set đấu trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai trong khuôn khổ bảng C Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024. Đội bóng áo lính cho thấy sự chủ động ngay từ những phút đầu nhập cuộc. Chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh và Nguyễn Thị Phương chơi năng nổ ở hai biên, liên tục tạo ra những pha dứt điểm mạnh mẽ và chuẩn xác, giúp đội bóng áo lính sớm có được lợi thế dẫn trước. Sự kết hợp ăn ý giữa các cầu thủ không chỉ mang lại điểm số liên tiếp mà còn thể hiện rõ sự vượt trội về chiến thuật và kỹ năng. Bên phía Hóa chất Đức Giang Lào Cai, việc thiếu vắng mũi công số 1 Trần Tú Linh do chấn thương đã khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công. Dù Nguyễn Thị Bích Thủy và Lý Thị Luyến vẫn thi đấu ổn định và có những pha bóng hay, nhưng sự thiếu hụt về lực lượng chủ chốt đã làm giảm sức mạnh tổng thể của Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Các pha lên lưới và phối hợp của họ thường bị đội bóng áo lính chặn đứng một cách dễ dàng. Set đấu đầu tiên, binh chủng thông tin nhanh chóng chiếm ưu thế với những pha tấn công hiệu quả, kết thúc set với tỷ số 25-18. Sang set thứ hai, Hóa chất Đức Giang Lào Cai cố gắng thay đổi chiến thuật nhưng vẫn không thể vượt qua sự phòng thủ vững chắc của đối thủ, tiếp tục để thua 25-15. Ở set cuối cùng, binh chủng thông tin duy trì phong độ và kiểm soát trận đấu chặt chẽ, giành chiến thắng với tỷ số 25-20. Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai đã khẳng định sức mạnh và đẳng cấp của binh chủng thông tin tại giải đấu năm nay. Với sự dẫn dắt của các trụ cột như Phạm Thị Nguyệt Anh và Nguyễn Thị Phương, đội bóng áo lính đang cho thấy họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024. Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ cần phải tìm ra những giải pháp hiệu quả hơn để khắc phục điểm yếu và cải thiện phong độ trong những trận đấu sắp tới. Thông tin tiếp theo, 3 cầu thủ U20 hội quân cùng tuyển quốc gia. Tuyển U20 Việt Nam đã về nước vào chiều 10 tháng 7, sau khi kết thúc giải vô địch U20 châu Á 2024. Toàn bộ các tuyển thủ trẻ sẽ được trở về câu lạc bộ chủ quản.
Riêng ba cầu thủ là Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng và Nguyễn Vân Hà sẽ di chuyển tới Cát Bà, Hải Phòng để hội quân cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đây là ba gương mặt được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập bổ sung lên tuyển quốc gia để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế mang tên Future Star 2024 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, từ ngày 18 tới ngày 28 tháng 7. Sự bổ sung này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cho đội tuyển mà còn mang đến cơ hội quý báu cho các cầu thủ trẻ được cọ sát và học hỏi kinh nghiệm ở một sân chơi quốc tế lớn. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Vân Hà, Quỳnh Hương và Đặng Thị Hồng sẽ có một tuần tập luyện chuyên môn trước khi góp mặt ở giải đấu này. Theo quy định, giải đấu cho phép các đội đăng ký 14 vận động viên, điều này đồng nghĩa với việc các tuyển thủ trẻ sẽ phải nỗ lực hết mình để giành lấy suất thi đấu chính thức. Với sự góp mặt của các cầu thủ trẻ tài năng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ có màn trình diễn ấn tượng tại Future Star 2024. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm các giải đấu lớn trong năm. Liệu sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các đàn chị và sức trẻ của những gương mặt mới sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tạo nên bất ngờ và ghi dấu ấn tại Thượng Hải? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những ngày sắp tới, khi các cô gái của chúng ta bước vào giải đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Và cuối cùng sau đây là lịch thi đấu bóng chuyền nữ chi tiết từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. Ngày 11 tháng 7, 16 giờ, bảng C, VTV Bình Điền Long An gặp LPB Ninh Bình. 19 giờ, bảng D, Gelasimco Thái Bình gặp Vietinbank. Ngày 12 tháng 7, 16 giờ, bảng về Thanh Hóa gặp Quảng Ninh. 19 giờ, bảng C, Binh chủng Thông tin gặp LPB Ninh Bình. Ngày 13 tháng 7, 14 giờ, bảng C, Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An. 16 giờ, bảng về Thanh Hóa Quảng Ninh. Ngày 14 tháng 7, 15 giờ, bảng C, LPB Ninh Bình gặp Hóa chất Đức Giang Lào Cai. 14 giờ, bảng C, Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An. 19 giờ, bảng D, Vietinbank gặp Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Ngày 15 tháng 7, 15 giờ, bảng C, Binh chủng Thông tin gặp VTV Bình Điền Long An. 19 giờ, bảng D, Gelasimco Thái Bình gặp Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa. Ngày 16 tháng 7, 15 giờ, bảng C, LPB Ninh Bình Hóa chất Đức Giang Lào Cai. 19 giờ, bảng D, Quảng Ninh gặp Vietinbank. Trong hai ngày cuối 17 và ngày 18 tháng 7 là các trận bán kết 1 và chung kết sẽ diễn ra tại các bảng lịch chi tiết chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật để gửi đến quý vị.